đang được theo dõi, mình test trực tiếp cho toàn thể anh em tham khảo một tuyệt phẩm loa nổi tiếng của hãng AC Audio Canter đến từ Mỹ. Với cấu hình được trang bị bát súp 40 siêu khủng và quả kèn với đường kính họng lên tới 50cm. Trên cặp loa AC Audio Canter này, chúng ta thấy được rằng sở hữu chất âm uy lực mạnh mẽ cho những không gian lớn và hoàn toàn khi karaoke chúng ta sẽ không tốn tiền đầu tư súp và trầm. Với đặc trưng tiếng bát của nó xuống rất sâu và rất là mềm mại và uy lực mạnh mẽ cho những không gian lớn, phòng khách tới hàng trăm mét vuông. Trên cặp loa AC Audio Canter này, chúng ta có thể thấy được rằng một tuyệt phẩm loa nổi tiếng của Mỹ được tuyển chọn đẹp xuất sắc trước máy quay. Và chúng ta cùng tham khảo phần thông số cũng như là cấu hình của cặp loa Audio Canter đến từ USA. Với phần thùng gỗ sồi trắng tương tự như cặp BAG của Mỹ và được bọc một lớp nỉ nhung siêu bền, rất sang trọng. Và với phong cách thiết kế khá là gọn gàng, nhưng chúng ta vẫn thấy được rằng nó được nhấn mạnh bởi các điểm nhấn gờ chỉ trên họng kèn lớn cũng như trên quả bát súp siêu trầm đường kính 40cm trên cặp loa Audio Canter. Bộ căng thép hoa dâu rất đẹp. Đó, chúng ta thấy rằng nó rất là đẹp và nó chỉ bảo vệ nguyên cho quả bát súp phía bên dưới. Khi chúng ta đậy lại thì nó sẽ nổ nguyên cái kèn siêu khủng phía bên trên. Ở đây thì chúng ta thấy được rằng trên cặp Audio Canter này thì nó được trang bị một quả kèn với đường kính họng của nó lên tới trên 50cm. Trên 50, chúng ta thấy được rằng họng kèn lớn hơn cặp Antech 19. Đó, chiều ngang trên 50 và chiều ngang của nó trên 20cm và nó sâu tới khoảng tầm 40, củ từ 16 trên quả kèn này, mang lại cho uy lực rất là tuyệt vời. Kèm theo uy lực của bát thì phần trung âm của nó rất là chuyên nghiệp cho karaoke và khi nghe nhạc hoàn toàn cũng không bị đanh chói. Đây cũng là một trong những phần ưu điểm của cặp loa Audio Canter này. Phần bên dưới là một bát súp siêu trầm với gân xếp tẩm dầu. Đây là gân vả xếp tẩm dầu siêu bền rồi, xương đúc và nó sở hữu cái nam châm từ lớn tới 20 phân trên cái thùng cao to lớn với chiều ngang tới 75cm và chiều cao 75 và chiều ngang chúng ta thấy được rằng nó lớn tới 55cm trên cặp loa này. Hậu của nó sâu 40, trọng lượng của nó rơi vào khoảng tầm 90kg. Hai ống hơi rất lớn thở về phía mặt trước, mang lại cho uy lực cực kỳ là mạnh mẽ cho những không gian lớn tới hàng trăm mét vuông. Và chúng ta lưu ý rằng khi karaoke hoàn toàn sẽ không có khái niệm rằng phải đầu tư súp và trầm. Bản chất bát của nó sâu và rất là uy lực mạnh rồi thì chúng ta sẽ không cần phải dùng súp và trầm. Đây cũng là ưu điểm của dòng loa này. Phía trước là Audio Canter, logo của hãng bằng hợp kim, rất đẹp đó và rất là mạnh mẽ. Chúng ta thấy được rằng trên cặp loa này nó được trang bị mặc dù rất là đơn giản nhưng chúng ta vẫn thấy được rằng nó toát lên trên mình vẻ đẹp cũng như vẻ sang trọng của một tuyệt phẩm sở hữu chất âm 2:1. Với phân tần của nó rất lớn và còn được trang bị bóng đèn bảo vệ phía bên trong. Như trên bài đăng Facebook thì tôi sẽ đăng chi tiết từng củ loa cũng như là chi tiết của phân tần. Phía hai bên hông là hai cái tay cầm bằng thép, tất cả các góc của nó cũng được bo bằng thép. Và phía sau lưng thì chúng ta cùng quan sát phần thông số của cặp loa Audio Canter này. AC này, Audio Canter có xuất xứ đến từ USA. Đó, chúng ta thấy được rằng ở đây nó được trang bị một cái volume, đó, nó chỉnh các chế độ. Quý vị lưu ý này, đó, nó có tới 3 số. Chúng ta có thể tùy chỉnh các chế độ nghe nhạc cũng như karaoke. 2 jack in và out 6.5 ni cho một đường vào và một đường ra. Và nó có chế độ đánh riêng biệt, chúng ta có thể đánh nguyên làm hai giải súp và trầm và chơi riêng biệt cho quả kèn khủng phía bên trên lớn hơn của Antech 19. Với công suất của cặp loa này thì chúng ta thấy rằng nó được trang bị khá là hợp lý ở mức công suất nhỏ nhất từ 150 cho tới 500W trên một loa tối đa, rất là mạnh mẽ và cho gấp đôi cho trên cả cặp loa này. Những không gian lớn chúng ta chỉ cần đầu tư một cặp loa này thôi, quý vị sẽ không cần phải đầu tư súp và trầm. Tiếng bát của nó rất mạnh và xuống rất sâu, nghe không bị mệt lỗ tai. Khi thể hiện các dòng nhạc bolero, chúng ta thấy được rằng nó thể hiện cũng rất là tuyệt vời, rất là mềm mại, không bị đanh hay chói, không mang theo chất âm của một số dòng loa full thông thường, mà với cấu hình của cặp loa AC Audio Canter đến từ Mỹ. Như phần thông số tôi đã giới thiệu chi tiết, với trở kháng 8 ohm rất là dễ phối ghép âm đi và độ nhạy cao tới 121dB trên cặp loa này. Bây giờ chúng ta cùng mang tai phone và cùng thưởng thức tiếp theo chất âm rất là mạnh mẽ và uy lực của cặp loa
gọi là tuyệt phẩm loa, sở hữu chất âm 2 trong 1 cho vừa nghe nhạc lẫn karaoke, phục vụ cho những căn phòng khách lớn sang trọng và các nhà hàng, quán bar. Chúng ta có thể trưng dụng những cặp loa này. Không có khái niệm là khi bị mở mà chúng ta bị ù hay bị dè tiếng khi mở lớn. Quý vị có thể thoải mái tay vặn. Khi nào mà cảm thấy tường nhà rung lên bần bật rồi, quý vị dừng tay lại thì cũng không suy nhê gì đâu ạ. Bởi vì cấu hình của nó rất là khủng. Củ bát và củ kèn rất lớn và họng của nó là quá lớn. Bởi vậy nó sẽ mang lại hiệu suất âm thanh cực kỳ là tuyệt vời. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định luôn dành cho những anh em có phong cách mau lẹ nhất với những ưu đãi tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn và anh em lại cùng thưởng thức tiếp theo. Cảm nhận thấy ba giải âm thanh không ạ? Với tiếng bass rất là mạnh mẽ và rất là mềm. Ưu điểm để mà so sánh ví dụ như là những dòng loa, tôi có thể so sánh cho quý vị thấy rõ ngay của cặp loa Audio Kenter này với cặp ví dụ như là JBL ở phân khúc 825, một bass sub 40 và một kèn. Với họng kèn của cặp loa này lớn hơn gấp 3 lần rồi. Bass sub 40 thì ưu điểm hơn, tiếng trầm của nó sẽ mềm hơn và sâu hơn JBL 825. Và hoàn toàn chúng ta sẽ không bị khái niệm đanh và chói tiếng khi thưởng thức nhạc bolero hay nhạc trữ tình. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng bass sâu và mềm, đây là một trong những ưu điểm và cực kỳ là lợi hại, vượt xa những dòng loa thương hiệu mà chúng ta thường thấy trên thị trường trong phân khúc tầm giá ở ngưỡng trên 20 triệu đồng. Quý vị sẽ thấy được rằng nó hoàn toàn cực kỳ là đáng chơi và đáng đầu tư. Tôi lưu ý rằng chúng ta sẽ không tốn tới một xu để đầu tư giúp vào trầm. Uy lực rất mạnh và bass xuống rất sâu. Đây cũng là ưu điểm của dòng loa này.